Sao vậy con? Con đừng sợ, có mẹ bên cạnh nè. Nha con. Mẹ của Bảo. Sao mẹ khóc? Mẹ không có khóc. Mẹ đừng khóc. Đừng khóc. Đừng có khóc. Mẹ không khóc. Mẹ khóc. Bảo buồn lắm. Mẹ không khóc. Mẹ sẽ không khóc. Bảo của mẹ ngoan lắm. Bảo ngoan. Bảo ngoan. Bảo ngoan. Thưa bà chủ, có người muốn gặp bà. Con chào cô. Tôi biết cậu sao? Dạ cô không biết con, nhưng con rất thân với con trai của cô. Ừ, mời ngồi. Con với cô có chung một kẻ thù. Mình có được gọi là ngồi chung thuyền không cô? Bây giờ tôi chỉ quan tâm tới sức khỏe của con trai tôi, còn lại tất cả mọi chuyện tôi mặc kệ. Cậu về đi. Con chỉ đến đây để thăm Bảo. Con biết là cô đã đưa Bảo đi nhiều nơi để chữa trị, nhưng kết quả không khả quan đúng không cô? Cậu theo dõi gia đình tôi sao? Quan tâm thì đúng hơn. Con rất quan tâm đến Bảo cho nên con mới tìm hiểu. Con còn biết nhiều chuyện khác nữa, kể cả những chuyện mà cô chưa biết nữa. Không đơn giản mà ông bá ngoan ngoãn cải tạo ở trong tù là xảy ra sự cố. Con nghĩ là có người muốn giết ông. Không lẽ là thằng Quốc? Con biết là thằng Quốc nó đang điều tra về cái chết của chú Hoàng, vì nó không tin là ba nó đột ngột chết như vậy. Con còn biết thằng Quốc nó đang tập trung điều tra vào cái ngày mà chú Hoàng mất. Con sợ cô với Bảo sẽ gặp chuyện, nên hôm nay con mới tới đây. Con lo nước xa không cứu được lửa gần. Con thực sự rất là quan tâm tới Bảo. Nếu như thằng Quốc nó ra tay với Bảo thì chắc chắn là Bảo sống cũng không được, chết cũng không yên. Như vậy thì thảm cho Bảo quá. Bảo là một người rất giỏi. Con tin là Bảo được trị liệu tốt, nhất định Bảo sẽ khỏi bệnh. Cậu nói như vậy có nghĩa là cậu có cách cứu thằng Bảo. Cậu nói đi. Cậu nói tôi phải làm cách gì để cứu được thằng Bảo hả? Thằng Quốc bây giờ nó đã là một con người khác rồi. Nó rất nhẫn tâm. Trong đầu của nó chỉ có thù hận thôi. Con sợ là nó sẽ không còn tính người. Nó sẽ giết Bảo. Nó muốn giết thằng Bảo hả? Cô bình tĩnh đi. Bây giờ chỉ có cô mới có thể bảo vệ được Bảo thôi. Nếu như ngày nào còn có thằng Quốc thì ngày đó Bảo vẫn sẽ gặp nguy hiểm. Chưa kể nếu như thằng Quốc nó điều tra ra được trong cái chết của chú Hoàng có liên quan tới cô, nhất định cô sẽ dính dáng tới pháp luật. Lúc đó còn ai có thể bảo vệ được cho Bảo hả cô? Cậu nói chính xác. Đúng rồi.
Chính nó đã làm vậy, giả kết quả để cho thằng Bảo bị điên loạn đến bây giờ. Như vậy thì nó mới độc chiếm được tất cả, và sẽ không còn ai tranh giành tài sản với nó nữa. Trời đất ơi, bộ phim truyện Việt Nam Tình Yêu Dối Lừa 20 giờ các buổi tối từ thứ hai đến thứ bảy trên truyền hình Vĩnh Long 1, và xem lại độc quyền trên THVLI.